Tối ngày hôm qua 23 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn năm 2022. Trải qua 3 ngày thi, có gần 14.900 thí sinh tham dự môn thi ngữ văn, môn ngoại ngữ và toán, và hơn 1.200 thí sinh dự thi các môn truyền. Hội đồng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2022-2023 thành phố Đà Nẵng bắt đầu công tác chấm thi từ ngày 14 tháng 6 Hiện tại hội đồng thi đang tiến hành kiểm dò điểm bài thi kết quả học tập 4 năm học trung học cơ sở, điểm ưu tiên và các nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Theo thống kê có gần 64% bài thi môn Ngữ văn, hơn 67% bài thi môn Toán và 62,44% bài thi môn tiếng Anh có điểm thi từ trung bình trở lên. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ra đời từ năm 2008 nhằm tạo cơ hội cho người lao động ở khu vực phi chính thức được tham gia. Tuy nhiên, sau 14 năm thực hiện thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam vẫn còn thấp, hiện mới chiếm khoảng 3% tổng số người thuộc diện tham gia. Năm 2021, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng cả nước đã phát triển được 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, dư địa phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện khu vực phi chính thức vẫn còn rất lớn. Cùng với đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có hai chế độ dài hạn tử tuất và hưu trí. Trong khi đó, những chế độ ngắn hạn cần thiết lại chưa có, nên người lao động không mặn mà tham gia đề xuất mở rộng cái chế độ thai sản chẳng hạn cho phụ nữ hỗ trợ một cách trực tiếp qua các cái hoạt động khác nhau ví dụ kinh nghiệm một số nước là thế này người ta có thể là giảm học phí cho con cái cái người mà lao động mà có thu nhập thấp nhưng mà cái tiền số tiền giảm đấy thì không phải là để cho cái 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 hộ gia đình của người lao động thu nhập thấp đấy để chi tiêu ngay mà người ta dùng số tiền đấy đưa vào trong cái cái tài khoản được gọi là tài khoản bảo hiểm xã hội Người lao động làm việc trong khu vực phi chính thức thường là những người yếu thế, việc làm bấp bênh, thiếu ổn định và dễ bị tổn thương. Vì vậy, phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện khu vực này là thách thức không nhỏ đối với cơ quan quản lý. Để biến thách thức thành cơ hội, Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cần thiết thực hơn với người lao động, để người lao động yên tâm khi tham gia vào hệ thống an sinh xã hội. Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ sở, luật cảnh sát cơ động với tỷ lệ phiếu tán thành cao trên 91%. Điều này thì không chỉ có ý nghĩa hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động mà còn có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước chuyển mình mới của lực lượng này và góp phần tích cực hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cảnh sát cơ động, một trong những quả đấm thép của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh với các loại tội phạm. Đây là một trong những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. hiện đại hóa cảnh sát cơ động đáp ứng và đưa lực cảnh sát cơ động thành mũi nhọn chấn áp các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm đặc biệt trong giải tán đông đông gây rối biểu tình và khủng bố đó là một trong những nội dung mà Quốc hội cũng như là đảng đã đưa ra và đến thời điểm hiện tại luật cảnh sát cơ động chúng tôi đang tiến hành xây dựng đây là một địa đây là một nội dung hết sức quan trọng để khẳng định vai trò của cảnh sát cơ động đối với lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và trật tự xã hội xã ta hiện nay lực lượng cảnh sát cơ động thì có đóng góp rất nhiều ở những các cái chiến công về chấn áp các loại tội phạm có vũ trang, những loại tội phạm nguy hiểm, các vụ bạo loạn, rồi là các vụ khủng bố, rồi các cái vụ việc giải quyết các cái vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tập trung đông người gây dối an ninh trật tự hay là bảo vệ các mục tiêu quan trọng hoặc là áp tải các cái chuyến hàng đặc biệt là nhiệm vụ đặc trưng của cảnh sát cơ động dự báo trong thời gian tới tình hình trong nước và quốc tế sẽ có nhiều thách thức mới tác động không nhỏ đến công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng do đó việc luật cảnh sát cơ động được thông qua sẽ góp phần phát huy sức mạnh cho lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng được yêu cầu bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội hội nhập và đối ngoại của đất nước Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên vừa có buổi làm việc với Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên về việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để định hướng phát triển trong thời gian tới. Đến nay tỉnh Phú Yên đã thu hút được 117 dự án, trong đó 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với diện tích đất đăng ký gần 450 ha, vốn đầu tư hơn 10.500 tỷ đồng và gần 36 triệu đô la Mỹ. Hiện có 80 trên 117 dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào những ngành nghề chính như chế biến thủy sản, chế biến hạt điều xuất khẩu, chế biến gỗ xuất khẩu, may mặc, lắp ráp linh kiện điện tử và một số ngành nghề khác. Đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chưa có doanh nghiệp lớn làm đầu tàu dẫn dắt, đóng góp của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và khu công nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh còn thấp. Vì vậy, tỉnh Phú Yên cần khắc phục nhanh những khó khăn, vướng mắc, đưa ra cách giải quyết định hướng, xây dựng lộ trình để phát triển theo quy hoạch chung của tỉnh. Nhật Bản hiện đang có 59 dự án đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc với tổng vốn đăng ký là 1,62 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản luôn đứng đầu về tỷ lệ và số vốn thực hiện, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như đóng góp vào ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiều năm qua. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã trực tiếp trả lời các câu hỏi thắc mắc của doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dịp để tỉnh Vĩnh Phúc cùng các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản và Việt Nam tìm kiếm cơ hội kết nối hợp tác cùng phát triển có phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản. Do trình độ nhận thức còn hạn chế, điều kiện sống còn gặp nhiều khó khăn. Nên khi thấy bánh bột ngô mốc thì nhiều người không bỏ đi mà vẫn ăn nên đã có nhiều vụ ngộ độc bánh trôi ngô xảy ra. Mới đây, 7 người thuộc hai gia đình thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã bị ngộ độc sau khi ăn bánh trôi ngô. Rất đáng tiếc là đã có một cháu bé 9 tuổi tử vong, còn 6 người khác thì phải nhập viện cấp cứu. Và trong đó 4 người có biểu hiện nặng cần phải chuyển lên bệnh viện tại Hà Nội để cứu chữa. Bốn người lớn và ba trẻ em, sau khi ăn bánh trôi ngô, chưa đầy 24 giờ, các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy, hoa mắt chóng mặt, một cháu bé đã tử vong tại nhà, tất cả được đưa đi cấp cứu, hiện hai người đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Hà Giang, bốn người khác có biểu hiện nặng hơn đã chuyển xuống trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc này là do các độc tố vi nấm gây ra. Độc tố vi nấm xuất hiện chủ yếu ở các loại ngũ cốc bị mốc. Vì thế, sau khi xay các loại ngũ cốc, người dân cần nấu ngay và tránh dùng lại. Tại Hà Giang, thực tế đã từng xảy ra nhiều vụ ngộ độc bánh trôi ngô cướp đi sinh mạng của nhiều người trong một gia đình tại các bản vùng sâu vùng xa tình trạng thiếu lương thực thực phẩm vẫn đang diễn ra lương thực chủ yếu vẫn là các loại ngô việc bảo quản chế biến không đảm bảo rất dễ dẫn đến vi khuẩn nấm mốc phát triển ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng của người dân để hạn chế tình trạng rác thải chưa phân loại, mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư để thu gom, xử lý rác thải ngay tại gia đình. Và qua đó thì đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như là ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Phường An Tường thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang là địa phương điển hình trong thực hiện phong trào Tuyên Quang chung tay phân loại rác thải và chống rác thải nhựa. Phường đã thành lập được 19 mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa tại nguồn, hoạt động với 85 nhóm và 447 thành viên, vận động xã hội hóa từ các đảng viên, tổ đảng 213, ủng hộ số tiền gần 50 triệu đồng để cấp phát hơn 1.300 xô đựng rác, tổ chức ký cam kết thi đua với tất cả các hộ gia đình. 100% các chi bộ phải đưa phong trào vào chỉ tiêu thực hiện nghị quyết. từ năm 2020 đến thời điểm này thì chúng tôi đã tuyên truyền xây dựng được hơn 27 ủ rác. Phần đối năm 2025 trên địa bàn phường An Tường chúng tôi sẽ phải đạt được trên 90% hộ gia đình phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ tại nguồn. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 4.500 mô hình tổ nhóm tự quản về thu gom xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ở khu dân cư. Xây dựng trên 24.000 bể hố xử lý rác thải hữu cơ. Đối với các vùng nông thôn, tích cực vận động người dân không vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm trồng hoa ven đường để tạo cảnh quan môi trường tỉnh tuyên quang phấn đấu đến năm 2025 100 chất thải nguy hại chất thải y tế trên địa bàn được xử lý đạt tiêu chuẩn 96 chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn hoạt động của các cái mô hình tự quản ở dưới các khu dân cư thì thông qua cái tuyên truyền vận động và các cái hành động cụ thể của mình thì cái việc nói không với rác thải và rác thải nhựa thì đã dần đi thành và nền nếp và những có những cái hoạt động thường xuyên góp phần làm cho môi trường xanh sạch. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống, lợi ích của chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Phong trào tuyên quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa được triển khai đã đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có phần xây dựng tuyên quang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện bền vững trong khu vực miền núi phía bắc. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế, bộ nông lâm lào đang soạn thảo quy định cấm sử dụng đất nông nghiệp và đất thủy lợi cho việc xây dựng vì mục đích thương mại nhằm bảo tồn 4,5 triệu hecta đất cho sản xuất nông nghiệp trong vòng 30 năm tới theo bộ nông lâm lào ngành nông nghiệp của nước này đang bị đe dọa từ các dự án phát triển và ngày càng có nhiều đất được sử dụng cho mục đích xây dựng Do đó, Bộ Nông lâm Lào đang soạn thảo một quy định bảo tồn đất nông nghiệp để bảo vệ chiến lược an ninh lương thực của chính phủ và cho phép sản xuất nông nghiệp bền vững. Lào hiện có 4,5 triệu hecta đất nông nghiệp, trong đó 2 triệu hecta dành cho trồng lúa, phần còn lại dành cho trồng trọt và chăn nuôi. Bộ Nông lâm Lào đang thực hiện các dự án giao đất và phân giới cho các khu bảo tồn để đáp ứng các khoản đầu tư nhỏ, vừa và lớn, nhằm ưu tiên sản xuất các loại cây trồng có thị trường. Ngày 23 tháng 6, các cuộc đình công đã làm tê liệt mạng lưới đường sắt của Anh. Hiện các chủ công ty và công ty vận hành đường sắt cũng như là chính phủ Anh đang phải đối mặt với yêu cầu tăng lương cho người lao động nhằm theo kịp với đà tăng lạm phát ở nước này. Chi phí thực phẩm và nhiên liệu tăng đột biến đang đẩy ngân sách của nhiều hộ gia đình đến bờ vực không chống đỡ nổi và khiến các tổ chức công đoàn yêu cầu tăng lương cao hơn cho các thành viên của họ. Trong khi đó, chính phủ nước Anh đã kêu gọi kiềm chế tiền lương để tránh vòng xoáy lạm phát. Các công đoàn đã lập những hàng rào bao quanh các ga tàu trong ngày đình công thứ hai trong tuần này, 23 tháng 6 và cảnh báo sẽ có thể triển khai nhiều cuộc đình công hơn trừ khi đạt được thỏa thuận về cải thiện tiền lương và tránh dư thừa lao động. Mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, ngày thứ ba đình công vẫn được ấn định vào ngày 25 tháng 6. Nhiều ngành khác tại Anh cũng đang hướng tới hành động đình công trong cái được gọi là một mùa hè bất mãn. Nghiên cứu mới công bố đầu tuần này cho thấy, đợt sóng nhiệt xảy ra tại Mỹ năm 2021 đã khiến cho động vật có vỏ, nghêu, sò, hầu chết hàng loạt ở bang Washington, Mỹ và tỉnh Columbia ở Canada. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Ecology chỉ ra đợt sóng nhiệt dẫn tới nắng kinh hoàng đã bao trùm vùng Tây Bắc Thái Bình Dương vào cuối tháng 6 năm ngoái. Nhiệt độ ở các bang Oregon và Washington của Mỹ và tỉnh British Columbia của Canada đã tăng vọt lên 37,8 độ C. Trong khi đó, thành phố cảng Seattle thuộc bang Washington ghi nhận nhiệt độ cao nhất mọi thời đại ở đây là 42,2 độ C. Các nhà nghiên cứu cho biết tình trạng động vật có vỏ chết hàng loạt trên diện rộng là do sự kết hợp của nhiều yếu tố xảy ra cùng lúc, trong đó có thủy triều thấp nhất trong năm xảy ra vào những ngày nóng nhất và vào những thời điểm nóng nhất trong ngày. Bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra hôm nay. Thưa quý vị, theo đại diện một số doanh nghiệp cho biết, giá xăng liên tục tăng cao khiến giá nguyên liệu tăng từ 3 đến 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện chi phí xăng dầu chiếm 25 đến 30% tổng chi phí sản xuất của đơn vị và tác động mạnh vào giá thành sản phẩm. Theo phản ánh của báo nhân dân, các doanh nghiệp vận tải đường bộ cũng chịu tình cảnh tương tự, điều chỉnh giá cước không theo kịp, càng chạy càng lỗ, người lao động ít việc làm, thu nhập thì lại giảm sút. Để duy trì sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp buộc phải tiết giảm chi phí, tăng giá sản phẩm hàng hóa hoặc giá cước. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu về dài thì rất cần bàn tay điều tiết của nhà nước trong việc giảm áp lực từ giá xăng dầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sau thời gian bị bao mòn bởi đại dịch COVID-19. Cũng liên quan đến vấn đề giá xăng tăng cao, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm thêm 1.000 đồng một lít đối với thuế bảo vệ môi trường nhằm giảm giá xăng trong nước. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Đại đoàn kết, phần đông người dân khi được hỏi đều mong muốn giảm thuế này về không khi giá xăng liên tục lập đỉnh. Còn theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế, nếu để giá xăng dầu tiếp tục tăng cao chót vót sẽ tăng lạm phát. Vì vậy nên tận dụng dư địa giảm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và cả thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu để có thể kiềm chế đà tăng của mặt hàng này. Tuy nhiên cần lưu ý giá xăng dầu chịu sự biến động theo giá thế giới nên phải có những giải pháp tiếp theo. Thưa quý vị, so với cùng kỳ năm trước thì 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may tăng 22,2%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước 16,7% và của nhiều mặt hàng xuất khẩu khác. Bài viết được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị phân tích rằng sẽ có ba kịch bản tăng trưởng cho ngành dệt may từ nay đến cuối năm 2022, nhưng dù tăng trưởng theo kịch bản nào thì kim ngạch xuất khẩu dệt may năm nay cũng được nhận định là bức tranh lạc quan sẽ tăng trưởng khá hơn so với năm trước. Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài hơn 652 km được chia thành 11 dự án thành phần. Tính từ đầu tháng 6 đến nay, 4 dự án trên đạt khối lượng bình quân là 59,7%, chậm 1,7% so với giá trị hợp đồng. Theo ghi nhận của báo Hà Nội Mới thì thời tiết bất lợi cùng với biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng đang là những khó khăn vô cùng lớn đối với các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông. Tuy nhiên cùng với tháo gỡ khó khăn về khách quan, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tại hiện trường để điều hành và giải quyết vướng mắc cũng như là quyết tâm đưa dự án cán đích đúng hẹn. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 4 xã phường có hơn 100.000 người dân và 51 xã phường có hơn 50.000 người dân nhưng cùng có mức biên chế cán bộ như nhau. Cụ thể là có xã có 24.000 dân và có xã thì có 167.000 dân nhưng cùng ở mức khống chế tối đa 37 biên chế cán bộ. Chính vì vậy trong ngày 22 và ngày 23 tháng 6, khi mà trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề tổ chức bộ máy biên chế của thành phố Hồ Chí Minh được nêu lên khá nhiều. Vấn đề còn đáng lưu ý hơn khi thành phố báo cáo số công chức viên chức dôi dư lên đến 5.700 người. Và mời quý vị hãy cùng tìm hiểu thêm nội dung chi tiết trên trang nhất và trang 2 báo tuổi trẻ. Theo thông tin được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải phóng, thì Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình để thi hành thông báo tiền nợ thuế ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Cục Thuế Hà Nội và thông báo là tiền thuế nợ ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Tri Cục Thuế, quận Nam Tử Liêm. Lý do bị cưỡng chế là Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định của luật quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là gần 850 tỷ đồng. Với quyết định của cục thuế thành phố Hà Nội, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình sẽ khó tổ chức được các hoạt động. Tất cả kinh phí từ chi và thu sẽ phải có hóa đơn thuế theo đúng quy định. Việc ùn ứ rác thải nội đô diễn ra từ ngày 15 tháng 6 chỉ là một phần thực trạng nan giải của xử lý rác ở thủ đô Hà Nội, trong bối cảnh hai khu xử lý rác thải chính đó là Nam Sơn và Xuân Sơn từ lâu đã rơi vào tình trạng quá tải. Hà Nội đã cấp phép đầu tư đối với nhiều dự án đốt rác công nghệ tầm cao cỡ hàng nghìn tỷ đồng như là nhà máy xử lý rác thải nhiệt phân plasma Đông Anh, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội hay là nhà máy điện rác Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên theo phản ánh của báo Lao động, hầu hết các dự án này đều nhiều lần chậm tiến độ, có dự án khởi công xây dựng cách đây hơn 10 năm thế nhưng hiện vẫn bỏ hoang. Quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp nối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin đầy hấp dẫn khác cùng với phần trình bày của biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn. Quý vị trước kiến nghị bỏ độc quyền vàng miếng SJC của nhiều hiệp hội và doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ sửa đổi Nghị định số 24 về quản lý thị trường vàng. Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức học phí tại khu vực nội thành. Đó là những nội dung đáng chú ý của nhịp sống kinh tế. Và ngay sau đây sẽ là các tin tức thị trường. Trước kiến nghị sửa đổi nghị định 24 theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC của nhiều hiệp hội và doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước đã và đang cử đoàn nghiên cứu đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng, đánh giá nhu cầu của người dân, đánh giá các thương hiệu vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu thấu đáo và đề ra lộ trình sửa nghị định 24 cho phù hợp nhằm đạt mục tiêu lớn và vẫn bảo đảm nhu cầu thị trường về vàng miếng, vàng vật chất và vàng trang sức. Theo Fingroup, định giá của nhóm tài chính đã giảm về mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm này là cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán thường xuyên chìm trong sắc đỏ. Thị giá của hàng chục cổ phiếu chia đôi trong thời gian ngắn. Đà giảm đã loại cổ phiếu chứng khoán ra khỏi nhóm vốn hóa tỷ đô. Định giá của thị trường hiện đang ở mức hấp dẫn với khoảng 13 lần trên cả hai chỉ số VN và VN30. Với những biến động tiêu cực liên tục gia tăng ở các thị trường lớn, chu trình tăng lãi suất, động thái kiểm soát chặt hơn từ các ngân hàng trung ương trên thế giới mối lo lạm phát, thanh khoản yếu, thiếu thông tin hỗ trợ, chứng khoán chưa tìm được động lực đi lên trong dài hạn. Theo dự thảo, các địa bàn của thành phố Hà Nội được chia thành 4 vùng để xét thu học phí. Khác với trước đây, thành phố chỉ chia thành 3 vùng, gồm thành thị, nông thôn và miền núi. Năm học 2022-2023, học phí vùng 1 và vùng 2 là 300.000 đồng mỗi tháng. Hai vùng còn lại dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng vùng 3 và từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng vùng 4. Như vậy, học phí đã tăng khoảng gấp đôi so với năm ngoái. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức trần học phí năm học 2022-2023 từ 2,4 triệu đồng đến 3,2 triệu đồng một học sinh một tháng. Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Dự kiến đến năm học 2025-2026, mức thu học phí vùng 1 và vùng 2 từ 380.000 đến 650.000 đồng một tháng. Mỗi thuộc phí ở vùng 3 và vùng 4 là từ 110.000 đồng đến 330.000 đồng một tháng. Chuyển sang các tin tức về giao thông. Thời gian qua, thị trường xe máy lên cơn sốt khi giá xe tăng chóng mặt và xuất hiện tình trạng tranh giá lớn, nhất là đối với các dòng xe tay ga của Honda như Vision, Airblade hay SH. Cục Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân bởi thiếu nguồn cung chip và chi phí đầu tư sản xuất tăng. Hiện nay, Việt Nam chưa sản xuất được chip xử lý mà chủ yếu nhập từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong đó phần lớn nhập từ Trung Quốc. Do đó, tình trạng khan hiếm xe máy do thiếu chip vẫn sẽ phụ thuộc vào diễn biến sản xuất của Trung Quốc. Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng hình thức xử phạt nguội vi phạm hành chính đối với các trường hợp lưu thông vào đường cấm, giờ cấm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 5 điểm đen về tai nạn giao thông và 17 tuyến đường có tai nạn giao thông tăng Do đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố triển khai phương án lắp đặt, hoàn thiện quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử phạt nguội vi phạm hành chính đối với các trường hợp lưu thông vào đường cấm, giờ cấm. Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông tăng cường kết nối hệ thống đèn tín hiệu trên các tuyến đường chính, nút giao thông trọng điểm, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện, các lực lượng chức năng xử lý nghiêm những trường hợp buôn bán, dừng đổ xe không đúng quy định, đặc biệt trên các trục đường có mật độ phương tiện lưu thông cao như quốc lộ 1, quốc lộ 22, quốc lộ 50, đường Phạm Văn Đồng, Sắp tới, Sở Giao thông Vận tải cũng triển khai lắp đặt camera xử phạt xe quá tải trọng, lưu thông qua những cây cầu yếu. Trước sự cố tàu An Thịnh 126 thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Biển Tấn Tài bị chìm vào ngày 22 tháng 6, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng và chủ tàu xử lý sự cố, bảo đảm an toàn luồng hàng hải và bảo vệ môi trường. Theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, tàu An Thịnh chìm tại vị trí cách phao số 0 Luồng Lạch huyện khoảng 2,5 hải lý về phía nam. Đây là vị trí bắt buộc phải có phương án trục vớt tàu để bảo đảm an toàn luồng hàng hải. Vào thời điểm tàu An Thịnh 126 chìm, trên tàu có chứa 3.500 lít dầu DO, 150 lít dầu LO cùng 1.800 tấn đá xẻ do đó cảng vụ hàng hải hải phòng đã yêu cầu chủ tàu khẩn trương gom số lượng dầu còn chứa trên tàu xây dựng phương án trục vớt tài sản chìm đắm phối hợp với tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền bắc để đặt phao báo hiệu hàng hải theo quy định Thời gian qua, cùng với việc kết nối các hoạt động về du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air đã bắt đầu mở lại đường bay Incheon – Đà Nẵng với tần suất là hai chuyến mỗi tuần đến Đà Nẵng vào thứ Tư và thứ Bảy. Việc nối lại các đường bay này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách, mà còn góp phần nỗ lực phát triển lại ngành hàng không và du lịch hai nước. Chuyến bay KE-9463 của hãng Korean Air bay từ Incheon, Hàn Quốc đã đáp xuống thành phố Đà Nẵng vào tối ngày 22 tháng 6 với hơn 200 hành khách du lịch và là một trong những đường bay mang lại lượng khách Hàn Quốc lớn nhất đến Đà Nẵng vào giai đoạn trước dịch. Hiện tại các thủ tục Hàn Quốc đi Việt Nam đã dễ dàng hơn nhiều, cũng tạo tâm lý thoải mái hơn khi chúng tôi có ý định du lịch sang đây. Trước khi tạm hoãn khai thác vào tháng 3 năm 2020 do dịch Covid-19, Korean Air khai thác hai đường bay từ Seoul và Busan đến Đà Nẵng với tần suất 21 chuyến mỗi tuần vào mùa cao điểm lượng khách bình quân mỗi tuần có thể đạt gần 5.000 khách. Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn với du khách Hàn Quốc, vì vậy chúng tôi kỳ vọng các chuyến bay sẽ khai thác được tối đa công suất. Hôm nay hãng hàng không Korean Air à, tổ chức cái chuyến bay đầu tiên tới à, với thành phố Đà Nẵng thì hy vọng à, các cái hãng hàng không khác của Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục mở lại các cái chuyến bay để đưa khách từ Hàn Quốc à, tới thăm Đà Nẵng. Sau Korean Air, các hãng hàng không quốc tế sẽ liên tiếp kết nối lại đường bay đến thành phố Đà Nẵng trong đó phải kể đến các hãng đến từ thị trường lớn như malaysia airlines air seoul bangkok airways